Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Tân An cũng đã có những giải pháp quyết liệt để phòng chống dịch lan trọng và yêu cầu các cấp các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Thời gian qua, Công an thành phố Tân An thường xuyên phối hợp với lực lượng công an các xã phường, tổ chức tuần tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội Đến nay, Công an thành phố Tân An đã lập biên bản xử phạt 1.358 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. Mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố Tân An còn xử phạt 51 hộ kinh doanh vi phạm về phòng chống dịch, 207 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, thành phố Tân An đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, chung sức đồng lòng với chính quyền trong thời gian giãn cách xã hội để vượt qua đại dịch.